Trường đại học khác, đa số thí sinh đã trúng tuyển vào ngành học mình yêu thích đều đến xác nhận nhập học sớm để yên tâm hơn. Em được 20 điểm và đỗ vào ngành công nghệ thông tin của trường đại học Đại Nam. Đây là ngành mà em rất là yêu thích và em quyết định nhập học sớm để nếu mà thiếu giấy tờ gì để còn bổ sung ạ. Các cháu đi theo đúng cái nguyện vọng của mình. Mình không lên là ép các cháu học vào cái ngành mà mình các cháu vẫn không yêu thích. Ngành khoa công nghệ thông tin là cháu yêu thích nhất từ bé đến giờ, là tôi cũng theo là rất hạnh phúc. Năm nay, trường đại học Đại Nam có hơn 1.500 chỉ tiêu. Với các trường đại học ngoài công lập thì chất lượng đào tạo và việc làm của sinh viên sau khi ra trường là cơ sở để các trường này thu hút thí sinh. Những năm vừa qua thì sinh viên của trường chúng tôi đều có cái việc làm khi ra trường cỡ khoảng từ 96 đến 97%. Và thông qua đó thì cũng là một cái yếu tố rất là mạnh để thu hút thí sinh. Và năm nay thì dự kiến, đến thời điểm này chúng tôi dự kiến là cái đợt 1, chúng tôi sẽ tuyển sinh được khoảng 800 các thí sinh, đạt được trên 50% chỉ tiêu. Và chúng tôi sẽ còn khoảng 700 chỉ tiêu cho cái nguyện vọng 2. Từ nay đến hết ngày 7 tháng 8, các thí sinh đến xác nhận nhập học đợt 1. Thí sinh nào đã trúng tuyển đợt 1 nhưng không muốn nhập học thì không nộp giấy chứng nhận kết quả thi. Vì nếu không, các em sẽ không còn cơ hội tham gia xét bổ sung vào ngành học mà mình